Chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 7 tháng 8 đã huy động được 36 triệu đô la Mỹ chỉ một ngày sau khi bà Harris lựa chọn đối tác tranh cử. Sau khoảng 2 tuần cân nhắc các ứng cử viên, Phó Tổng thống Kamala Harris ngày 6 tháng 8 đã công bố lựa chọn Thống đốc bang Minnesota Tim Walz làm đối tác tranh cử. Liên danh tranh cử của Đảng Dân Chủ đã xuất hiện tại thành phố Philadelphia vào tối cùng ngày và bắt đầu chuỗi hoạt động tranh cử tại 7 bang chiến địa trong vòng 5 ngày. Chỉ một ngày sau khi bà Harris công bố tên người đồng hành tranh cử, chiến dịch tranh cử của bà Harris đã huy động được 36 triệu đô la Mỹ từ các nhà tài trợ. Ekip vận động tranh cử cho biết bà vận động được 200 triệu đô la Mỹ riêng trong tuần đầu ứng cử và tổng cộng 310 triệu đô la Mỹ trong 2 tuần cuối tháng 7. Đây là con số vượt trội so với số tiền mà chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump có được trong toàn bộ tháng 7 là 139 triệu đô la Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ và liên danh tranh cử với bà là Thống đốc bang Minnesota, ông Tim Walz, ngày 6 tháng 8, đã lần đầu tiên tiến hành chiến dịch tranh cử tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania. Phát biểu trước đám đông hơn 10.000 người tại Đại học Temple thuộc thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, bà Harris đã đề cao sự hiểu biết và tri thức của ông Walz khi là cựu thành viên lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ và là cựu giáo viên, bày tỏ tin tưởng ông Walz sẽ giành được sự ủng hộ của đông đảo cử tri để trở thành phó tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Bà Harris khẳng định, thống đốc bang Minnesota sẽ là người truyền cảm hứng cho người dân Mỹ ấp ủ những hoài bão lớn lao. Kể từ ngày tôi tuyên bố ứng cử, tôi đã bắt đầu tìm kiếm một đối tác có khả năng giúp xây dựng tương lai tươi sáng hơn. Đó là một nhà lãnh đạo sẽ giúp đoàn kết đất nước chúng ta và đưa chúng ta tiến lên, một chiến binh cho tầng lớp trung lưu, một người yêu nước giống tôi và tin tưởng vào lời hứa phi thường của nước Mỹ. Một lời hứa về tự do, cơ hội và công lý, không chỉ cho một số người mà cho tất cả mọi người. Vì vậy tôi có mặt ở Pennsylvania hôm nay vì tôi đã tìm thấy một nhà lãnh đạo như vậy, Thống đốc Tim Walz tại tiểu bang vĩ đại Minnesota. Về phần mình, ông Tim Walz cho biết, việc ông được bà Harris lựa chọn làm người liên danh tranh cử là niềm vinh hạnh lớn nhất cuộc đời ông. Trước đó, ngay sau khi giành được đề cử của Đảng Dân Chủ cho việc tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử tháng 11 tới, Phó Tổng thống Harris đã thông báo lựa chọn Thống đốc bang Minnesota, Tim Walz là người liên danh tranh cử. Bà Harris giải thích sự lựa chọn này dựa trên kinh nghiệm quản lý của ông, cũng như uy tín của Thống đốc khi nhận được sự ủng hộ của các cử tri da trắng ở vùng nông thôn, vốn là nền tảng ủng hộ đối với ông Donald Trump trong nhiều năm qua. Hoạt động tranh cử tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, đánh dấu sự mở màn của chuyến vận động tranh cử kéo dài nhiều ngày của các ứng cử viên của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại các bang chiến địa, vốn có thể quyết định kết quả của cuộc đua vào Nhà Trắng trong tháng 11 tới. Đối đầu với bộ đôi của đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris và ông Tim Walz của đảng Dân Chủ sẽ là bộ đôi của đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump và liên danh tranh cử, ông Walz, một cựu chiến binh quân đội từ Trung Tây nước Mỹ. Dự kiến sau bang Philadelphia, bà Harris và ông Walz có kế hoạch tiến hành chuyến vận động tranh cử ở nhiều thành phố thuộc các bang chiến địa, gồm Wisconsin, Arizona và Nevada. Trong khi đó, ông Walz, liên danh tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump, cũng sẽ tiến hành chiến dịch vận động tương tự với hai địa điểm dự kiến vào ngày 7 tháng 8 theo giờ địa phương là bang Michigan và Wisconsin. Theo đánh giá của giới phân tích, cuộc cạnh tranh vào Nhà Trắng năm nay sẽ vô cùng quyết liệt. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà Harris đã xác lập được vị thế thuận lợi hơn Tổng thống Joe Biden. Gần đây nhất trong cuộc thăm dò từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 của kênh truyền hình CBS News, bà Harris đã vươn lên dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump 1% trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Song các cuộc thăm dò ở các bang chiến địa, tỷ lệ phiếu lại có sự chênh lệch giữa các ứng cử viên. Bà Kamala Harris đã công bố Thống đốc Minnesota Tim Walz là người bạn đồng hành tranh cử của bà trong cuộc đua vào Nhà Trắng cuối năm nay. Ông Walz từng là giáo viên và cựu chiến binh. Tim Walz, vị thống đốc 60 tuổi sinh ra tại Nebraska, tốt nghiệp trường cao đẳng Chadron State năm 1989. Ông làm việc tại Quốc hội Mỹ từ năm 2007 đến năm 2019, được bầu làm thống đốc bang Minnesota năm 2019 và tái đắc cử vào năm 2022. Điều này mang lại cho ông cả kinh nghiệm trong nhánh lập pháp và hành pháp. Hiện ông là chủ tịch của Hiệp hội Thống đốc Dân Chủ. Khi còn ở Quốc hội, ông Walz đại diện cho một quận nông thôn có khuynh hướng bảo thủ, thường do Đảng Cộng Hòa thống trị.
Ông Warren gia nhập lực lượng vệ binh quốc gia lục quân khi mới 17 tuổi và phục vụ trong 24 năm. Trước khi tranh cử vào quốc hội, ông làm giáo viên tại khu bảo tồn người da đỏ Paris ở Nam Dakota, nơi ông gặp vợ mình là Gwen. Sau đó ông dạy học một thời gian ngắn ở Trung Quốc và sau đó là giáo viên trung học ở Minnesota. Warren cho biết, ông tham gia chính trường từ khởi đầu là tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2004 của thượng nghị sĩ Massachusetts John Kerry với tư cách là một tình nguyện viên. Thống đốc Minnesota được một số người theo dõi chủ nghĩa tiến bộ ca ngợi vì có thể thúc đẩy một số ưu tiên của phe cánh tả ở một tiểu bang cạnh tranh. Theo chiến dịch nhân quyền, ông từ lâu đã trở thành người ủng hộ quyền của LGBTQ+. Ngay từ những năm 1990, ông đã là cố vấn khoa cho Liên minh Đồng tính, Dị tính của trường mình. Ông ủng hộ hôn nhân đồng giới trong chiến dịch tranh cử quốc hội năm 2006 tại một khu vực bảo thủ. Ông cũng đã ký một sắc lệnh hành pháp cấm liệu pháp chuyển đổi giới tính cho trẻ vị thành niên và ký các luật bảo vệ dịch vụ chăm sóc sức khỏe khẳng định giới tính. Trong những năm gần đây, Warren hỗ trợ các chương trình trang trải học phí đại học cho sinh viên có thu nhập thấp, cũng như các chương trình ăn sáng và ăn trưa miễn phí tại các trường công lập. Ông hợp pháp hóa cần sa giải trí cho người lớn ở Minnesota và mở rộng các biện pháp bảo vệ người lao động. Ông cũng được coi là người bảo vệ mạnh mẽ quyền phá thai. Về chính sách đối ngoại, ông ủng hộ tài trợ cho các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan và đã vận động tài trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Từng là một thợ săn và được Hiệp hội Súng trường Quốc gia hậu thuẫn, Warren trong nhiều năm đã thay đổi lập trường của mình về an toàn súng, ban hành luật phòng ngừa bạo lực súng nghiêm ngặt hơn. Các ứng cử viên tổng thống thường chọn một người bạn đồng hành từ một tiểu bang cạnh tranh với hy vọng thu hút được càng nhiều cử tri càng tốt. Xét yếu tố này thì ông Warren là một lựa chọn hấp dẫn đối với bà Harris với kinh nghiệm làm việc ở một khu vực có xu hướng bảo thủ và kinh nghiệm làm việc với các đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Một nguồn tin thân cận với quá trình tuyển chọn nói với USA Today rằng bà Harris bị thu hút bởi kinh nghiệm điều hành và thành tích tiến bộ của Warren. Mặc dù ông không đến từ một trong những tiểu bang cạnh tranh quan trọng là Wisconsin, Michigan hay Pennsylvania, nhưng ông đến từ Minnesota lân cận, nơi mà đảng Dân Chủ cũng sẽ cần phải giữ phiếu đại diện cho đảng này vào tháng 11. Nhóm chiến dịch của Harris cũng coi ông Warren là một người truyền đạt các thông điệp hiệu quả, có khả năng đối đầu với chiến dịch của ông Trump. Thống đốc bang Minnesota, ứng viên phó tổng thống Mỹ của đảng Dân Chủ Tim Walz có vị thế tốt cùng với sức hấp dẫn được chứng minh đối với các cử tri da trắng ở nông thôn. Ông Tim Walz, 60 tuổi, trở nên nổi tiếng sau các cuộc trò chuyện về việc thẩm định ứng viên phó tổng thống trên các trang mạng truyền thông lớn của Mỹ, cũng như các bình luận mô tả cựu tổng thống Donald Trump với người liên danh J.D. Vance là những người kỳ lạ. Ông Walz được nhận định là người giúp phát động phong trào nói liên danh Trump, Vance là kỳ lạ trong số các đảng viên Dân Chủ. Phong trào này đã thu hút sự chú ý tới mức cựu Tổng thống Donald Trump và bạn liên danh phải vào thế phòng thủ. Ông Walz không có hồ sơ đẹp như các ứng viên phó tổng thống khác, nhưng có vị thế tốt so với sức hấp dẫn đã được chứng minh đối với các cử tri da trắng ở vùng nông thôn. Ông ủng hộ các chính sách tiến bộ, gồm cung cấp các bữa ăn miễn phí tại trường học, mở rộng chế độ nghỉ phép có lương cho người lao động. Ông cũng ký thành luật cái gọi là dự luật Taylor Swift, bắt nguồn từ sự thất vọng của một nhà lập pháp không thể mua được vé buổi hòa nhạc của Taylor Swift năm 2023. Luật Taylor Swift phải yêu cầu người bán vé phải tiết lộ toàn bộ các khoản phí trả trước và cấm những người mua đi bán lại bán nhiều hơn một vé với các sự kiện trực tiếp được tổ chức ở Minnesota. Trong khi Minnesota là một tiểu bang Dân Chủ vững chắc, thì nó lại gần ở Wisconsin và Michigan, hai bang chiến trường quan trọng. Năm 2020, Minnesota đã bỏ phiếu cho liên danh Biden-Harris với số dư khá thoải mái, nhưng chiến thắng của Tổng thống ở Wisconsin chỉ cách biệt 0,63%. Ông Walz lần đầu tiên ra tranh cử vào năm 2006 tại khu vực nghiêng về Đảng Cộng Hòa. Ông đã đánh bại ứng cử viên đương nhiệm và nắm giữ khu vực này trong 10 năm. Ông tranh cử thống đốc Minnesota vào năm 2018 và giành chiến thắng bảo vệ thành công ghế này một lần nữa vào năm 2022. Ông Walz đồng chủ trì Ủy ban Quy tắc cho Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ và vẫn ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Biden, mặc dù người đứng đầu đất nước có màn tranh luận không mấy ổn định vào tháng 6. Ông được mô tả là có thành tích tiến bộ nhất trong số những ứng cử viên tiềm năng của bà Harris.